Lô anh em, đây là mình đây. Nay có ông anh ổng ra ổng ấy rồi ổng nay cưa máy bự máy 66 ổng thanh lý con này lại ha anh em. Tình trạng máy là còn nguyên rin nha, khóa xích đồ là còn ok hết, mặt tiền rồi còn đẹp ha, bộ rin đồ còn nói chung là còn liền lạc, tem đích đồ cũng còn luôn nha. Nắp ốp lam là rin luôn, mà có xúc sên mẻ đây xíu cũng không quan trọng gì đâu. Còn cây lam thì ổng lấy lại nha, ổng này được giao cái đầu máy không à, ổng có đưa lam xích, lam xích anh lấy là anh xài, tại anh đang cưa máy 66 lụm cây 66 rồi, còn cái này thì anh thanh lý lại. Anh em nào yêu thì liên hệ mình ha. Đồ đạc thì cũng còn ok lắm, nói chung là đồ còn nguyên rin ơi nè đó. Rin đâu còn hết luôn, tại đang cưa giờ lên máy bự rồi, con này không đủ công sức để anh cưa, giờ anh chán thanh lý đó. Giá hợp lý luôn nha, anh em nào yêu thì liên hệ mình test tiếng nổ rồi rồi nha. Máy này là của mình ký gửi. Nhớ là thanh lý cái đầu không nha, lam sên anh lấy là anh gắn vô máy 660 anh cưa, này thanh lý cái đầu không à, giá yêu thương luôn, siêu ưu đãi. Anh em nào yêu thì liên hệ mình, để qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau, bye bye.